Tuần này, đấu trường âm nhạc chào đón ba ca sĩ được mệnh danh là Mỹ Nam trong làng giải trí Việt. Muốn biết họ là ai, còn chần chừ gì mà không bước vào cánh cổng đang mở rộng của đấu trường âm nhạc. Thôi nha, em thôi nha. Em thôi không biết, em làm gì không biết. Tối. Chị My xin được chào mừng tất cả quý vị đến với đấu trường âm nhạc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chắc chắn rằng các thủ lĩnh và các đấu sĩ sẽ mang đến những màn song đấu thật tuyệt vời, và đặc biệt là sự đấu trí đầy kịch tính và đầy căng thẳng của các thủ lĩnh của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ba thủ lĩnh dữ dằn của ngày hôm nay. Đầu tiên là nam ca sĩ rất điển trai với ca khúc hit Con Bướm Xuân. Xin mời nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu là gương mặt trẻ được rất nhiều khán giả hâm mộ, sở hữu giọng ca ấm áp. Hồ Quang Hiếu chinh phục khán giả qua rất nhiều bản hit như Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa, Đừng Buông Tay Anh. Năm 2014, với ca khúc Con Bướm Xuân, Hồ Quang Hiếu lại tiếp tục tạo nên đột phá. Bài hát được phổ biến rộng rãi và được nhiều khán giả cover lại. Không chỉ có thế mạnh với dòng nhạc trẻ, Hồ Quang Hiếu còn thể hiện nhiều bài hát quê hương như Miền Trung Quê Tôi hay Nỗi Nhớ Cao Nguyên. Đến với đấu trường âm nhạc bằng sự đam mê âm nhạc của mình, tin chắc anh có nhiều chiến lược hay cho đồng đội. Và tiếp theo là ai? Là một nam ca sĩ diễn viên rất điển trai, cũng cao 1m8 đó My à. Trời đất ơi, bình tĩnh, anh cũng là rất đẹp đến các em nha My. Dạ, em xin bình tĩnh. Xin mời nam ca sĩ diễn viên Tim. Tim xuất thân là ca sĩ, Tim tạo ấn tượng với những ca khúc đậm chất lãng mạn, ngôn tình. Tim có nhiều ca khúc được yêu thích như Một Vòng Trái Đất, Cánh Chim Hải Âu. Ngoài ra, anh còn lớn sân trong vai trò diễn viên khi tham gia các bộ phim điện ảnh được khán giả đón nhận. Nam ca sĩ được đánh giá là người luôn hết mình trong công việc. Vì vậy, tin rằng anh sẽ làm tốt vị trí thủ lĩnh của đấu trường âm nhạc, giúp đội chơi của mình đi đến chiến thắng sau cùng. Và người thứ ba đó là một ca sĩ rất điển trai, cao 1m80 mấy, với một ca khúc mà em rất là thích, Chiếc Khăn Gió Ấm. Xin được mời ca sĩ Khánh Cương. Khánh Phương khởi đầu sự nghiệp ca hát của mình từ nhóm nhạc MB5. Sau khi MB5 tan rã, Khánh Phương trở thành ca sĩ solo từ năm 2006. Có chất giọng trữ tình ấm áp, Khánh Phương hát được nhiều thể loại, từ nhạc trẻ, nhạc sôi động đến cả dòng nhạc quê hương. Nổi bật nhất là ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng về âm nhạc và đặc biệt được khán giả miền Tây yêu thích. Có bề dày hoạt động nghệ thuật, đồng thời được biết tới với thành tích học tập khá nổi bật, Khánh Phương nhất định sẽ đưa ra nhiều chiến lược tuyệt vời để cùng đội chơi của mình chiến thắng trong đấu trường âm nhạc hôm nay. Trời ơi, sao hôm nay chương trình chiêu đãi em quá vậy, mời nguyên một dàn trai đẹp luôn. Chỗ nhìn bên kia. Anh vô hình nha My. Biết thở dài. Anh tan biến nha My, cho My vừa lòng. Xin chào ba anh à, ngày hôm nay đến đây thì ai có... Không biết là những chương trình khác My có như vậy không? Có lẽ là em không biết nữa, nhưng mà hầu hết chương trình mời các celeb nam đều từ chối hết. Ủa dạ. Sao kỳ vậy? Tại My nó cứ vậy hoài đó. Mà phải nghe tên MC là ai mới từ chối. Đúng rồi, My bớt nha em. Sang lên nào. Chào ba anh, thì ngày hôm nay đến đây thì đây là số đầu tiên mà ba thủ lĩnh chúng ta đều là nam hết. Bình thường lúc trước là có nam và nữ, thì ngày hôm nay là chắc chắn là những màn thi đấu rất là kịch tính và nảy lửa rồi. Anh Hiếu, hôm nay anh là người nổi bật nhất trong ba người. Anh phát biểu trước đi, mà phải vui vẻ nha, sôi động nha. Anh hứa với em nha. Tại vì rất nhiều chương trình em tham gia với anh rồi, anh trả lời cũng hoạt náo lắm. Dạ. Tại vì mới nãy ở trong chương trình thì mình cũng không có nổi đâu, mình bận đồ đen. Nhưng mà ban tổ chức kêu là đen nhiều quá nên mình thay đồ vàng. Thì ngày hôm nay
Mình đến với ngày hôm nay thì hồi xưa thì mình cũng có lập một cái thủ lĩnh của một nhóm nhạc ở quê. Nhưng mà tập hoài ở quê hả? Ban nhạc ở quê tập hoài nhưng mà không hát xong ai, cái ở dưới quê luôn. Không ai mời hát hết. Yeah. Nên mình thôi mình rã nhóm. Tại vì hoạt động nhiều quá tốn tiền, không có tiền để mà đầu tư nên là mình nghỉ. Thì tới với ngày hôm nay thì mình mong là có cái câu chuyện bi kịch nhỉ? Không, anh thấy vui. Cái câu chuyện vui mà vui. Không, với ngày hôm nay thì mong là mình sẽ có kinh nghiệm quản lý với nhóm nhạc lúc trước thì mình sẽ thắng cuộc thi ngày hôm nay. Trời ơi, anh Hiếu ơi. Anh Hiếu ơi. Sao em? Hôm nay em mới được nhìn gần anh á, trời ơi, mắt mũi miệng anh đẹp quá anh ơi. Người ta hay nói là tai mũi họng. Ủa, lộn, mắt mũi miệng đẹp quá, xuất sắc quá, nét nào ra nét đó anh ơi. Anh bị cái mụn ở đây nhưng mà bự quá. Dạ, đang cho... che. Bây giờ nó đẹp rồi đó anh. Chỉ là anh thấy bữa nay em đỏ rồi đó lành. Em được MC xinh đẹp như này hôn là anh thấy em đỏ rồi. Hôn chưa dính nữa. Rất là may mắn. Hôn gió rồi. My. Dạ. Em hỏi tiếp đi em. Dạ. Anh Khánh Phương ơi, anh Khánh Phương có cảm xúc như thế nào khi mà đến tham gia một cái chương trình vui nhộn như thế này anh? Cảm xúc đầu tiên Khánh Phương là cảm thấy rất là bối rối khi mà đứng cạnh một MC xinh đẹp như thế này. Cảm xúc thứ hai là ngày nay thì Khánh Phương lại quay trở về một cái cảm xúc là bởi vì ngày xưa Khánh Phương đã từng trong một cái nhóm nhạc, nhóm MB5 gồm 4 thành viên. Và Khánh Phương là người tìm ra những cái thành viên còn lại. Và ngày hôm nay cũng một lần nữa Khánh Phương lại cũng là một cái nhóm nhạc và Khánh Phương cầm đầu. Cho nên Khánh Phương cảm thấy cái cảm xúc rất là vui. Và nhưng mà dù sao vui không thì hôm nay cũng phải thắng. Quan trọng là điều đó. Em còn một câu hỏi nữa dành cho anh Khánh Phương. Ok. Dạ, anh có bạn gái chưa vậy anh? Nói nhỏ đừng nói ai nha. Dạ. Anh một vợ hai con rồi. Ê, lộn. Dạ thôi vậy em đứng sau qua bên này. Xin lỗi, anh nói giỡn thôi. Anh chưa bạn gái mà người yêu rất là nhiều. Dạ vậy anh chuyển qua bên này. Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ nha. Coi như em vô hình đi. Dạ. Dạ thôi bây giờ để em phỏng vấn anh Tim. Anh Tim ơi, dạo này anh có dự án gì mới không anh? À thôi bây giờ chắc anh đứng gần Will cho Will đỡ tủi thân được không? Anh đến đây với em nào, đến đây với em. Giờ... Tại vì anh thì anh vô bệnh anh cao quá vậy anh. Đi qua đây đứng đây thì đó. Bây giờ anh đứng gần Will thì dễ nói chuyện hơn đúng không? Dạ. Hiện tại bây giờ thì anh đang thực hiện hai bộ phim, một cái sitcom với một cái điện ảnh. Và hy vọng là thời gian này thì anh tập trung vào điện ảnh nhiều hơn thì quý vị khán giả sẽ thấy một cái hình ảnh mới và cũng như là nó nhiều cái mới lạ hơn, nhiều cái vai diễn nó thay đổi về cái cá tính của anh nhiều hơn. Dội cái cà vạt của anh bị lỏng rồi, để em thắt lại cho anh nha. Dạ. Dạ. Anh Tim à. Sao? Em nghĩ mà với Diễm My thì chúng ta nên coi bé My vô hình đi anh. Bé My, em đừng làm anh cảm thấy là tủi thân ở một chương trình lớn như thế này sắp phát trên sóng quốc gia nha My. Đừng làm anh cảm thấy tủi thân nha em. Sao vậy anh? Chúng ta hàng ngày đều làm việc chung với nhau chúng tại ta. Tại sao em hung hồ anh Hồ Văn Hiếu mà em không hung anh? Không phải anh phải hãnh diện khi không, anh được em làm phải việc hung anh mới được. Với một người xinh đẹp như em. Em cũng đã ok. Động lực để tôi lớn sân MC chính là đây. Rồi, anh Tim à, theo em nghĩ là mặc dù là anh đang tập trung nhiều vào điện ảnh nhưng đó là một lợi thế. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta ngoài việc ca hát ra còn phải có sự trình diễn và biểu cảm gương mặt nữa. Nên là em nghĩ là đó là một lợi thế rất lớn dành cho đội của anh. Và bây giờ trước khi đến với phần gặp gỡ các đấu sĩ, em xin nói sơ về luật chơi của đấu trường âm nhạc. Các anh sẽ là người trực tiếp chọn ra thí sinh về đội của mình. Và sau khi chọn xong, các anh sẽ bàn bạc lên chiến lược để làm sao mình chiến thắng trong ngày hôm nay. Và tất cả các đấu sĩ phải đấu đối kháng loại trực tiếp. Ai là người thua sẽ bị rơi vào hố đen vũ trụ ở hai bên. Và đội nào còn lại đấu sĩ cuối cùng sẽ là đội giành chiến thắng với giải thưởng cao nhất lên đến 20 triệu đồng. Wow. Xin lưu ý với các thủ lĩnh là nếu mà các thủ lĩnh không có tự tin với cái phần trình diễn của đấu sĩ của mình thì các thủ lĩnh có quyền sử dụng áp chủ bài. Tuy nhiên thì không ai biết át chủ bài là ai và có phù hợp với bài hát đó hay không. Mỗi đội chơi chỉ có một át chủ bài duy nhất mà thôi. Ok. Và xin lưu ý một lần cuối, nếu như đấu sĩ của đội trong ba anh bất kỳ chiến thắng, các anh có quyền được chỉ định một đối thủ tiếp theo trong hai đội còn lại, nhưng phải hát ca khúc do đội ấy chỉ định. Ồ. Rồi.
Anh còn thắc mắc gì không? Anh thắc mắc điều là ví dụ mà đội anh thắng á, anh phải chia tiền cho ác chủ bài không? À không, ác chủ bài nhận lương cứng rồi anh. Cố sao lấy tiền cho, và cho tiếp đấu theo, sĩ. Khi bài hát mở đầu được vang lên, lần lượt các phòng sẽ sáng đèn, tương ứng với việc là các đấu sĩ trong phòng đó sẽ cất tiếng hát. Các anh phải lắng nghe thật kỹ để xem đội nào có giọng hát hay phù hợp với mình và chạy lên trên bục ở phía trên để giành quyền ưu tiên lấy đội đó về phía mình. Và cũng xin giới thiệu với các vị thủ lĩnh, đây là 13 giám khảo cầm cân nảy mực của đấu trường âm nhạc. Họ là những giảng viên thanh nhạc, là những nhạc sĩ có chuyên môn trong giới âm nhạc, sẽ là những người chấm điểm cho các đấu sĩ của mỗi đội. Chúng ta sẽ đến ngay với phần bài hát mở đầu cho việc lựa thí sinh của các thủ lĩnh. Bài hát mở đầu xin được phép bắt đầu. Lưu ý một lần nữa, nếu như lựa chọn đội nào phải bước lên trên một phía trên, còn nếu không thì hãy đứng ở dưới. Chọn đội của mình. Anh Khánh Phương, tại sao anh là người đầu tiên chọn căn phòng này? Thì Khánh Phương nghe qua hết một lượt thì Khánh Phương cảm nhận là bên này có vẻ ổn nhất. Đúng là tập này là ba nam ca sĩ có khác, nghe rất là kỹ, đắn đo suy nghĩ. Còn mấy tập trước là ào ào nhào lên. Anh Tim, anh lại cảm thấy là anh là người nghe kỹ nhất, đắn đo suy nghĩ, mặt đâm chiêu, lông mày châu lại vậy nè. Nhưng mà anh Tim là người chọn cuối cùng, có nghĩa là không còn đội để chọn thì anh Tim tại mới kỹ, nhảy anh qua. Tim kỹ. Thật ra thì anh đã chọn cái đội này nãy giờ rồi. À. Lúc mà khi mà nghe, tại bên đây có một bạn nam, một giọng nam hát rất là hay, rất là lạ, khác biệt hoàn toàn so với lại hai bên này, nên là anh đứng gần, lúc nãy là sợ hai băng này lại giành, anh đứng gần xíu để có gì chạy lên trước, nhưng mà may là ba người đều có ba suy nghĩ khác nhau hết nên không ai giành hết. Nhau đỡ quá. Anh Hiếu, có vẻ anh là người không có suy nghĩ gì hết đúng không? Thật ra thì mình cũng chọn hên xui thôi, tại vì hát ít quá mình cũng không có biết được đâu, với lại đông quá mình cũng không có nghe được hết. Nhưng mà mới nãy mình nghe bên đây là thấy một đoàn hát dài nhất thì mình thấy thích thì mình qua thôi. Và đầu tiên xin mời đấu sĩ tại căn phòng của thủ lĩnh Khánh Phương, phòng số 3, xin bước ra. Chào em. Vâng, Khánh Phương, đã cảm thấy mình rất là chính xác khi chọn cái đội này, bởi vì không chỉ là Khánh Phương cảm nhận là họ có một cái giọng hát cũng khá ổn và nói chung là đội hình này cũng rất là hoành tráng. Mọi người có cảm thấy đúng như vậy không ạ? À? Bây giờ xin mạn phép mời ba bạn hãy giới thiệu tên nhóm và tên từng thành viên đi ạ. Xin chào mọi người và ba vị ca sĩ ngày hôm nay. Nhóm mình là Xem Đi Rồi Biết. Mình tên là Anh Bình, mình tới từ Đồng Nai. Rồi, xin chào Bình, rồi xin chào em. Em tên là Hồng Anh, năm nay em 16 tuổi rưỡi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Double cheat. Trời, lớn hơn em 1 tuổi luôn đó anh. Em mới 15 tuổi rưỡi à. Kêu tụi mình là bà chú với cô rồi. Đâu có, kêu em bằng em, kêu bạn bằng chị. Chắc kêu Khánh Phương bằng chú bác quá. Chú chào con. Chào con. Còn Thiền Trang xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người ạ. Mình là diễn viên và cũng có một xíu đi hát. Nãy giờ đứng kế bên em mà không biết rằng là em 16 tuổi rưỡi luôn á. Chưa có ăn hiếm, xin lỗi nha. Rồi, xin cảm ơn đội của anh Khánh Phương rất là nhiều. Và bây giờ là đội của nam ca sĩ Tim. Xin mời ạ. Xin chào ba bạn. Bây giờ đúng thủ tục, các bạn hãy giới thiệu tên nhóm và tên của từng người. Xin chào toàn thể quý vị khán giả, nhóm của chúng tôi là Mạnh Mẽ Lên.
Nhóm hay ha. Mình mê lên. Không, nhưng mà nghe giọng bạn nữ ở giữa nói là thấy cái giọng thanh nhạc rồi đó, rất là rõ và rất là vang. Đúng rồi. Rồi, rồi tên của từng người như thế thanh nào lắm. Ạ? Giọng thanh lắm. Xin chào mọi người, mình là Đam San và mình đến từ thành phố Đà Lạt. Xin chào mọi người, mình tên là Thái Huy. Rồi, Thái Huy. À, và xin chào tất cả mọi người, em tên là Mỹ Lệ. Hả? Mỹ Lệ. Hả? Ừ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 23 tuổi. Ồ. Thật sự là anh biết Huy, anh cũng có một số chương trình đã làm việc với Huy rồi, nên anh tin chắc là Huy là một người hát được, diễn được mà còn có thể làm chiêu trò được nữa. Còn bạn ở giữa thì hai bạn này thì team anh chưa bao giờ nghe hết, nhưng mà team chắc là sẽ có những cái lạ để các bạn xem, nhất là bạn Mỹ Lệ. Cho hỏi Mỹ Lệ với Đam San là hai bạn đang đi học hay đi làm như thế nào, công việc là sao ạ? Đam San hiện nay đang là một nhân viên văn phòng ạ. Còn bạn? Còn em hiện tại thì em đang đi học. Anh đi học. Rồi, xin cảm ơn ba bạn rất nhiều. Và cuối cùng là đội của nam ca sĩ áo vàng Hồ Quang Hiếu. Wow. Wow. Vừa ra thấy cao quá, mình đứng sợ lép, mình phải qua đây. Như người mẫu sao ta? Mọi câu nói của anh ấy giờ dẫn đến bi kịch. Anh Hiếu. Hả? Anh cảm thấy tự tin về đội của mình không? Rất là tự tin. Đội hình của mình rất là đẹp. Mà không biết hát sao? Không biết hát sao? Bây giờ xin mời các bạn giới thiệu về tên nhóm và tên từng thành viên đi ạ. Hai. Hết rồi đó. Anh Hiếu. Hả? Anh có cảm thấy là đội của mình có một tính giải trí khá cao không? Hey. Cũng cao á, nhưng mà không biết đội tên gì. Giống bảy viên ngọc rồng ghê ha. Tụi em tên là đội Ngông, hay còn gọi là đội Sử Nhi. Đội Ngốc. Đội tên là Ngông hả? Ngông. Ngông. Ủa, Ngông tên là Sử Nhi. Ngông cuồng á. À. Sử Nhi nghĩa trẻ trâu luôn. Cá tính giữa mình và các bạn có một sự đồng điệu với nhau, xin bắt tay với các bạn tí. Người đẹp bắt tay là thích. Chúc các bạn chiến thắng. Rồi xin mời bé My Sử Nhi lên đây nào. Xin mời bây giờ tên tuổi của từng người như thế nào? Em là Lê Thái Sơn ạ. Em là ca sĩ tự do. Rồi, xin cảm ơn Sơn. Em là Phương Liên ạ. Hiện tại em sống tại thành phố Hồ Chí Minh và em là ca sĩ tự do. Rồi, xin cảm ơn em. Và em là Mario Thành Tâm, hiện tại em là người mẫu tự do. Sau khi gặp gỡ tất cả các đấu sĩ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho các đấu sĩ và các thủ lĩnh bước vào trong để có thể bàn bạc lên chiến lược cho vòng thi đầu tiên. Xin mời tất cả mọi người vào trong ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên do Diễm My. Ngày hôm nay anh sẽ cho phép em lựa chọn ca khúc đầu tiên dành cho các đội chơi. Khi các đội nghe MC đọc tên bài hát, hãy nhanh tay ấn chuông để giành quyền thi trước. Hai đội bấm chuông đầu tiên sẽ được ưu tiên thi trước nha. Các đội đã nghe rõ chưa? Rõ. Yes sir. Rồi. Okay. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt về màn hình để xem bài hát đầu tiên đó là bài hát gì. Xin mời. Ca khúc Con Đường Màu Xanh. Xin chúc mừng đội của anh Khánh Phương đã bấm chuông đầu tiên. Wow, xin chúc mừng anh Hồ Quang Hiếu. Và hai đội ấn chuông đầu tiên là đội của anh Khánh Phương và Hồ Quang Hiếu. Xin chúc mừng ạ. Và ngay bây giờ xin được phép hỏi anh Khánh Phương, đấu sĩ đầu tiên mà anh chọn ra thi đấu với đội của anh Hồ Quang Hiếu là ai? Anh sẽ đặt cái niềm tin vào cái trận mở màn này, vào một cô gái có giọng hát rất là hay. Rồi, anh Hồ Quang Hiếu hãy thể hiện. Cái bài này mình nghĩ là hát xong ca. Đúng.
Nên là trong trong nhóm mình có ai tự tin hát bài này không? Em ra đầu tiên cho. Em đúng không? Rồi Mario ra đầu tiên ha. Rồi, xin mời hai bạn ạ. Và bây giờ phần song đấu giữa hai đấu sĩ với ca khúc Con đường màu xanh xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Anh gì vậy? Sẽ không bao giờ giận em đâu. Tại vì chia tay với em cũng là một sự rất là đúng đắn đối với anh. Vậy đó hả? Rồi chị cảm ơn anh ha. Em chúc anh hạnh phúc nha, anh đi đi. Anh cũng chúc em hạnh phúc. Trong trời bông khẽ xóa môi hôn phai nhạt, như giọt mưa bay trong chiều thu cho ai lòng càng nát tan, vì giờ đây anh và em chia tay. Cái bài nào mấy ông cũng nhảy được, đớp beat bập 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 ông này nè. Ông bơi không à. Và bây giờ điểm số đang nghiêng về đội của anh Hồ Quang Hiếu với tỷ số là 5-2. Nhưng vẫn còn 6 điểm ẩn số của 6 vị giám khảo ở phía trên sẽ quyết định cuối cùng ai sẽ là người ra về đầu tiên, tức là lọt vào hố đen vũ trụ. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và ngay bây giờ ai sẽ là người rơi vào hố đen vũ trụ đầu tiên trong ngày hôm nay? Xin mời công bố kết quả ạ. Vì giờ đây anh và em chia tay. Người yêu ơi, quay tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài. Hả? Đội của anh là đội chiến thắng đầu tiên. Bây giờ thì thí sinh của anh sẽ trở về với anh để bàn bạc xem đối thủ tiếp theo anh chọn sẽ là ai. Rồi, xin mời Mario. Yeah. Các bạn sẽ có vài giây để bàn bạc với nhau chọn đối thủ nha. Hay là anh muốn chọn luôn? Mình bàn một xíu đi hả? Rồi, anh Phương, anh đã mất đối thủ đầu tiên rồi. Anh có thấy hơi tiếc không? Nói chung là anh không tiếc về cái vấn đề hát mà anh thấy cái lỗ nó sâu quá. Anh đang lo cho đối sĩ của anh. Lát bạn ấy sẽ xuất hiện ngay lập tức.
À, anh Tim, sau khi thấy vòng đầu tiên anh có rút được kinh nghiệm gì cho bản thân chưa? Đội của tụi anh có một cái chiến lược là đứng đây để xem trước, để như thế nào. Và mọi người hiện giờ thì cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều, tự tin hơn, thoải mái. Đầu tiên là anh muốn cho đấu sĩ của anh đỡ căng cơ. Tất cả mọi người đều đang rất là thoải mái và đang rất là đang chờ đợi được ra sàn đấu. Đúng không ạ? Thể hiện nào! 2, 3! Anh Hồ Quang Hiếu đã quyết định cuối cùng chọn đội nào thi tiếp chưa? Nãy giờ đội anh Tim chưa chơi thì chắc mình chọn một người bên đội anh Tim đi. Anh chỉ định là ai? Các bạn quần rách. Quần rách. Và bây giờ Mario sẽ tiếp tục đấu với đấu sĩ Huy bên đội của anh Tim. Đội anh Tim đã chọn được bài hát để thi đấu tiếp theo chưa? Anh đã chọn được bài hát rồi. Và anh nghĩ là bài hát này Huy sẽ trả thù cho một cái người mới vừa bị rớt. Đó là bài Ủa, chuyện. Ủa sao? Đâu có liên quan gì tới đội của anh đâu. Đội tại anh vì người mới vừa rớt đó là vợ của Huy. Rất là vui khi mà đấu sĩ của đội Hiếu chọn Huy, tại vì anh mừng trong lòng, tại vì chắc chắn là vừa có đó thấy ánh mắt căm hận không. Và bây giờ sẽ là một ca khúc rất là phù hợp, chuyện ba người. Nhà em một bức tường thưa, chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua, để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi rót một hơi thở. Phần thi đấu của hai đấu sĩ với ca khúc Chuyện ba người xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Quẩy lên em ơi, quẩy lên nào. Không dữ quá. Hiếp vợ tôi nha. Ủa ai hát kìa? Một người đi với nụ cười hắt hiu, hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ buồn hiu đừng nhiều. Dưới đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nắng, lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ. Thật lâu đứng nhìn bởi lòng đã chót nặng thương. Thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đâu. Dù sao cùng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu là sông. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào là ngơ. Nhà em muôn bức tường thưa, chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua, để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi rót một hơi thở trên sàn đấu là 4-3 nghiêng về đội của anh Hồ Quang Hiếu.
Và thực ra thì ở đây chúng ta cũng rất là khó chấm về giọng hát, bởi vì tất cả mọi người ở đây đa số phần lớn đều là xuất thân từ diễn viên và nhân viên công chức bình thường thôi, nên là giọng ca có hát hơi nhích nhích một tí thì cũng không đáng kể. Nhưng mà quan trọng là họ đã diễn xuất rất là nhập tâm anh. Đúng rồi, chương trình mà có mời em thì em cũng sẵn sàng em tham gia. Em nhảy thử coi em. Anh cho hả? Thôi em đừng nhảy. Sao vậy? Dẹp chương trình đó. Nha, đứng yên đi cưng. Cưng là chỉ đứng yên thôi, là anh thấy là cưng rất đẹp rồi nha. Thưa quý vị, và bây giờ bà xin được phép công bố kết quả của phần thi đấu vừa rồi. Xin mời kết quả. Em nghĩ là anh nên gửi một lời nào đó đến vợ của anh ở dưới hốn. Em giỡn á, vợ anh trên đây nè. Xã ơi, nãy té có sao không? Dạ hết hồn. Bà xã xuống chấn an bạn kia, bạn hồi nãy nha. Bây giờ nè, anh trở về với đội của mình và bàn bạc với lại thủ lĩnh team xem là đối thủ theo là ai nha. Và Jimmy cũng xin được hỏi đại diện ban giám khảo là tại sao lại chọn đội của anh team ạ? Anh xin đại diện ban giám khảo để nói về cái phần bình chọn của ban giám khảo. Bạn bên trái của anh về giọng hát tốt hơn. Và theo tiêu chí thì giọng hát đầu tiên mới tới biểu diễn. 50-50 mà anh. 50-50, nhưng mà anh lại thích cái giọng hát bạn đó hơn. Mặc dù bạn bên đây biểu diễn tốt hơn. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Hiếu ơi, hả? Anh rớt một người rồi. Anh cảm thấy như thế nào? Hai người, ba người không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng là còn ai thôi. Dữ quá. Và xin mời đội của anh team đưa ra quyết định ạ. Đội bên anh thì anh rất là thích bóng đá nên anh thích dùng chiến lược của mình hơn. Và anh muốn đấu với một đấu sĩ mà cái người đấu sĩ của bên anh thấy tự tin nhất. Đó là bên anh Khánh Phương, có bạn tóc dài kia. Wow, yes. À, bạn nam tóc dài đó thì thật sự là đối với bản thân anh đó, thì anh đánh giá là bạn đó là khá là mạnh và khá là nghệ sĩ. Nhưng mà mình sẽ dùng cái chiến thuật là loại cái người mạnh nhất trước. Theo anh đoán thì ca khúc bên đó sẽ chọn như thế nào anh biết chưa? Vậy em nhìn là giống... Thật sự là bất kỳ ca khúc nào thì anh nghĩ là Huy có thể hát được hết. Wow. Thật sự là Khánh Phương, lúc này Khánh Phương đã có vài động tác khiêu khích bên đó là come on, team, come on. Ý là hãy chọn tôi để đấu với bên đội của bạn. Bởi vì Khánh Phương còn hai người còn lại, Khánh Phương tin là hai người này có thực lực rất là tốt. Và Khánh Phương rất tự tin về vòng đấu này. Và bây giờ xin được hỏi anh Khánh Phương là bài hát mà anh sẽ chỉ định cho đối thủ là gì ạ? Khánh Phương và đội đã thống nhất sẽ là ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Bây giờ ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, sáng tác Phạm Toàn Thắng, xin được phép bắt đầu. Và đội của thủ lĩnh team đã sử dụng quyền át chủ bài ạ. Xin mời át chủ bài của đội thủ lĩnh team xin được phép xuất hiện ạ. Anh Ly ơi, em đã gặp lại anh rồi. Bấm nút rớt giùm cho cái đi. Và bây giờ đối thủ của bạn là Ali Hoàng Dương, bạn sẵn sàng chưa? Xong rồi đúng không? Yes. Một lần nữa, phần thi đấu của hai đấu sĩ với ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em xin được phép bắt đầu. Tại tháng tư ở đó và từ xa xóm nhìn như gì em thầm mơ, và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn, và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em, kẻ chào cô gái tan thật nhanh em đã bay xa.
em đã đi xa mau. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra. Giá như tôi một lần tìm em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió để lại tháng tư xa mây. Để lại tháng tư, để lại tháng tư mình. Bây giờ điểm số hiện tại trên sàn đấu đang vẫn nghiêng về đội của anh Tim, đang là 4-3. Vẫn còn 6 điểm nữa chưa được công bố. Và bây giờ kết quả của phần thi vừa rồi xin được phép công bố. Những cánh hoa bay tàn thật nhanh. Em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh. Và xin rất chia buồn với lại thí sinh của đội anh Khánh Phương. Và bây giờ xin đại diện chương trình xin cảm ơn Ali Hoàng Dương vì đã góp mặt vào ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. Bây giờ đội anh Tim nè, thảo luận xong rồi, chọn ai tiếp theo? Theo sự yêu cầu của anh Khánh Phương thì anh sẽ loại nốt bạn nữ 16 tuổi. Anh Khánh Phương nha, anh chú ý, anh vẫn còn một quyền ác chủ bài chưa xài. Biết rồi, yên tâm đi. Đây cũng mát chủ bài của anh nè. Anh Khánh Phương, bài hát anh sẽ chọn cho đấu sĩ của mình là bài nào? Đó là một ca khúc rất là dễ thương của Mr. Siro, được mang tên Đừng Ai. Và bây giờ ca khúc Đừng Ai nhắc về anh ấy, sáng tác Mr. Siro, xin được phép bắt đầu. Kết quả hiện tại ở sàn đấu đang nghiêng về rất nhiều của đội anh Khánh Phương. Tỷ số là 6-1. Còn 6 điểm còn lại sẽ là ẩn số quyết định thắng thua. Khánh Phương đứng ở đây luôn, nó rớt chung luôn. Trời ơi, anh về ra nơi không được đó, nơi cái lỗi nó quy tắc là nó rớt chứ không phải bên này rớt. Khánh Phương tự tin lắm. Anh Huy ơi, anh hay quá, anh hát mà em không còn nhận ra bài hát đó nữa. Cũng hay mà, hay mà. Anh hay mà, anh thay đổi cả cái cấu trúc và cái giai điệu bài hát. Khả năng, tuyệt vời, khả năng của em còn giữ nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Anh nghĩ là em nghĩ là khả năng của anh nên dừng ở đây. Dạ. Yeah. Yeah. Và bây giờ kết quả của phần thi vừa rồi sẽ được phép công bố. Điều ngọt ngào nhất về một người. Đừng ai nhắc đến một lời để mất trái bời khi nghĩ tới anh đã.
hỏi ban giám khảo, cái người mà chấm cho bên đội của anh Sim, tại sao anh lại chọn đội của anh Sim vậy ạ? Xin chào tất cả các bạn. Mình là người duy nhất chọn màu đỏ. Trước đó mình đã chọn màu xanh. Sau khi mình xem từ đầu đến cuối, mình rất nể cái bạn bên phía đỏ. Cái sự cố gắng, nỗ lực của bạn trong cái vấn đề biểu diễn. Các bạn cứ thử tin đi, một người không hề biết cái bài này là gì, và cái cách mà bạn ấy cố gắng để níu keo lại tất cả những gì có thể, điều đó là làm cho tôi thay đổi. Dạ đúng rồi anh, thật sự là để mà viết lại giai điệu ngay cái sân khấu này không thể dễ chút nào cả. Anh Khánh Phương, bây giờ anh sẽ là người lựa chọn đối thủ tiếp theo. Xin mời thủ lĩnh Khánh Phương. Khánh Phương chọn bạn này. Bạn nào? Bạn nữ bên đội Hồ Quang Hiếu. Rồi, xin chúc mừng bạn. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ bước ra sân khấu ạ. Anh Hồ Quang Hiếu, anh hãy nói cho em biết ca khúc mà anh lựa chọn là ca khúc gì. Nhìn anh làm biết là ca khúc vui rồi đúng không? Không, buồn, buồn với ông vui. Còn bấm xin ca khúc là Đêm Lao Sao. Tình yêu như cánh chim chơi, vụt bay theo gió mãi trôi. Để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô vờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông. Nhìn mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mơ. Đêm Lao Sao. Đây là màn thi đấu của đội thủ lĩnh Hồ Quang Hiếu và của thủ lĩnh Khánh Phương với bài hát Đêm Lao Sao. Xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Anh Khánh Phương sử dụng Acubai. Wow. Anh Khánh Phương ơi, tại sao lại bấm Acubai vậy? Bài hát hay mà. Thực ra là Khánh Phương cũng cảm thấy rất là tự tin với giọng hát của Hồng Anh, nhưng mà thôi cho nó chắc, chắc ăn. Và bây giờ xin mời át chủ bài của đội Khánh Phương xuất hiện. Wow. Chị Ngọc Linh. Chị Ngọc Linh ơi. Nếu mà chị Linh thì tôi sẽ không bao giờ cho chị Linh rớt. Không được chị Linh, không được rớt chị. Cảm ơn em. Và bây giờ ca khúc Đêm Lao Sao với phần thi đấu của hai đấu sĩ xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ đêm đông cô đơn vắng anh. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim chơi, vượt bay theo gió mãi trôi. Để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông. Nhìn mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mong. Đêm đông lao sao, đêm đông mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời, trôi hoài khát khao chờ mong. Tình yêu như
bài hát xả rác quá nhiều. Chương trình càng ngày càng đầu tư. Hiện tại điểm số trên sàn đấu của chúng ta đang có là 4-3 nghiêng về đội của anh Hồ Quang Hiếu. Nhưng vẫn còn 6 điểm bí ẩn của 6 vị giám khảo trên đây sẽ quyết định ai là người thắng cuộc trong trận chiến này. Và bây giờ xin mời công bố kết quả phần thi vừa rồi. Xin mời kết quả ạ. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vượt bay thế gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Chúc mừng đội của anh Hồ Quang Hiếu đã chiến thắng. Và rất tiếc xin chia buồn cùng với đội của anh Khánh Phương đã dừng chân sớm trong ngày hôm nay. Và có một điều là Quý cũng muốn chia sẻ là thật ra thì chị Ngọc Linh xuất hiện thì ai cũng biết là chị ấy ngày xưa là phải nói là rất là dễ thương, hát rất là hay, có rất là nhiều bài hit rất là tuyệt vời. Như là bài rồi từ đây, rồi bài lựa chọn một vì sao. Trời ơi, hồi xưa em mê chị Ngọc Linh thương, lắm nhìn luôn thấy cưng đó. Lắm. Chị trời, chị Linh nghe bây giờ cưng là cưng. Mặc dù là chị Linh đã rời khỏi ánh đèn sân khấu rất là lâu rồi, ngày hôm nay quay lại thì chị bước ra vẫn dễ thương, vẫn hát hay, vẫn ngọt ngào như hồi xưa. Nhưng mà ở cái chương trình của chúng ta thì lại có một cái tiêu chí là 50% giọng hát và 50% trình diễn. Thì có lẽ là do bạn của đội anh Hồ Văn Hiếu trẻ hơn, sung sức hơn, trình diễn tốt hơn được một chút, đúng không ạ? Chịu khó lụm lá hơn. Đó, chỉ có lụm lá hơn. Nên là ở, và chỉ có ở duy nhất đấu trường âm nhạc sẽ có những điều bất ngờ xảy ra và sự công bằng sẽ dành cho tất cả mọi người. Xin mời anh lựa chọn đối thủ tiếp theo từ đội của anh Tim ạ. Mình chọn một bạn có cái tên rất là ấn tượng, đó là Mỹ Lệ. Mỹ Lệ. Và bây giờ xin mời anh Tim đưa ra bài hát chỉ định cho đối thủ ạ. Bên anh sẽ chọn bài Trong Giấc Mơ Đêm Qua. Xin làm cơn gió bay về nơi đó, vút về đôi môi em mỗi khi đêm về. Riêng một mình em khóc thầm từng đêm, vẫn biết rằng người giờ quá xa. Trong Giấc Mơ Đêm Qua. Và bây giờ là màn song đấu giữa đội của anh Hồ Văn Hiếu và của anh Tim với bài hát Trong Giấc Mơ Đêm Qua. Xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Mình anh mang bao khát khao,
đừng níu kéo gì thêm nữa. Bước ra. Xin làm cơn gió bay về nơi đó, vút về đôi môi em mỗi khi đêm về. Riêng một mình em khóc thầm từng đêm, vẫn biết rằng rồi người quá xa. Xin làm tia nắng trong chiều hôm nay, sưởi ấm em mỗi khi xa vắng ngước lại. Xin đừng xa em, xin đừng quên em, có yêu em ngay trong giấc mơ. Tỷ số hiện nay vẫn nghiêng về đội của anh Hồ Quang Hiếu là 5-2. Thực ra là khi bạn Mỹ Lệ cất giọng hát lên là lúc đầu không ai nghĩ là bạn có một cái giọng trầm mà nó có cái nó hơi khàn khàn rất là hay đúng không ạ? Nó hơi đặc trưng. Đúng rồi. Nhưng kết quả thì vẫn phải phụ thuộc vào 6 điểm còn lại của ban giám khảo. Và bây giờ xin được phép công bố kết quả của phần thi vừa rồi. Xin mời kết quả. Xin làm cơn gió bay về nơi đó, vút về đôi môi em mỗi khi đêm về. Riêng một mình em khóc thầm từng đêm, vẫn biết rằng rồi người quá xa. Xin làm tia nắng trong chiều hôm nay. Và bây giờ chiến thắng là tiếp tục dành cho đội của anh Hồ Quang Hiếu. Bây giờ chỉ còn lại một thí sinh ở đội anh Tim thôi, không có sự lựa chọn nào khác nữa. Và xin mời bạn ạ. Và bây giờ ca khúc của đội anh Tim sẽ là ca khúc nào ạ? Anh sẽ chọn cho bạn Sang bài hát Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi. Nàng quyết ra đi xa làng mình, người tình yêu dấu. Chắc rằng nàng đã bước qua cầu. Và bây giờ phần thi đấu của hai đấu sĩ với ca khúc Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi xin được phép bắt đầu. Anh Hồ Quang Hiếu ác chủ bài, ác chủ bài của đội thủ lĩnh Hồ Quang Hiếu xin phép được xuất hiện ạ. Một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Lê Minh. Cảm ơn các bạn, cảm ơn quý vị. Và bây giờ là màn song đấu giữa hai đấu sĩ Lê Minh và Đam Sang với bài hát Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi. Xin được hát. 3, 2, 1. Xin nàng tim vàng, nàng vẫn không màng. Hay quá mọi người. Nàng đã trốn yêu yêu một chàng, một chàng ê si. Tình thời ơi tình, chàng đã có gia đình. Người đời cười chế xem tình đó như là gió với mây. Ở sao duyên mình không thành như bao cô nàng thơ.
bất tình nào không một mình. Thì ơi thì ơi thì biết biết không thì khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu thì đã biết có sao thì buồn. Oh. Hay quá. Chiêu chiêu trò. Đi xa làng mình, người tình yêu dấu. Đời chắc đâu rằng nàng đã bước theo chồng. Mà nào ngờ đâu ôm tình lấy, đi tìm dưới núi cao. Đi sâu vô rừng quên tình, hay đi vô rừng trốn. Gặp nàng đâu nữa, chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một mình. Rồi một mùa đông chim nhìn thấy, thấy nàng dưới gốc cây. Tương tư nhân tình khôn lường, đau thương u tình vô cùng, nàng chết trong rừng. Bây giờ kết quả hiện tại đang là 4-3 nghiêng về anh Lê Minh, nhưng còn 6 điểm số bí ẩn nữa sẽ quyết định ai sẽ là người dừng chân trong phần thi này. Và bây giờ xin được mời công bố kết quả. Thi ơi thi ơi thi biết biết không thi, khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu thì đã biết có sao thì buồn. Nam ca sĩ Lê Minh, xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ bạn nè, còn bạn bạn Sơn, hồi nãy giờ bạn chưa được hát. Mi chi de sa rang i ton ki o ki tu o tu ri mo ru ta pu i chi de ma tho i sang sa rang i rang yo. Yoga more to soon have so here now that's a man chicken man can make she của thủ lĩnh Hồ Quang Hiếu đã giành được ngôi vị cao nhất của đấu trường âm nhạc với giải thưởng là 20 triệu đồng. Xin cảm ơn phần thưởng 20 triệu đồng. Và bây giờ xin mời tất cả các thủ lĩnh cũng như các đấu sĩ bước lên sân khấu cùng chung vui với đội của anh Hồ Quang Hiếu. Xin mời tất cả. Xin mời anh Khánh Phương. Anh Khánh Phương đâu. Và xin cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi chương trình đấu trường âm nhạc ngày hôm nay. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến các thủ lĩnh và các đấu sĩ đã mang đến một đêm nhạc thật tuyệt vời và đầy kịch tính. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.